Ngay từ khi chỉ là ý tưởng, thành phố Thủ Đức đã mang theo sứ mệnh tạo ra sự khác biệt để hình thành nên một đô thị năng động, một đầu tàu kinh tế mới không chỉ của thành phố Hồ Chí Minh mà còn cả khu vực. Đó là một sự thay đổi cần cả lượng và chất, chứ không chỉ đơn thuần là một cái tên. Thành phố Thủ Đức, thành phố của tương lai. Sau khi thành lập, thành phố Thủ Đức được kỳ vọng sẽ giúp thành phố Hồ Chí Minh thực hiện giấc mơ chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng tri thức, sáng tạo, công nghệ. Đây cũng là trăn trở, là khát vọng mà gần 2 thập niên qua thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa thực hiện được. Vì sao Thủ Đức lại được lựa chọn? Với vị trí địa lý là trung tâm miền Đông Nam Bộ, cơ sở hạ tầng được đầu tư phát triển đồng bộ, Thủ Đức hoàn toàn đủ điều kiện thuận lợi cho việc kết nối giao thông và tăng cường hợp tác kinh tế với các khu vực lân cận. Khi hoàn thiện, thành phố Thủ Đức dự kiến được quy hoạch thành 6 khu chức năng chính, nhiệm vụ hỗ trợ lẫn nhau cùng phát triển. Khu đô thị Thủ Thiêm là trung tâm tài chính và kinh doanh mới của khu vực. Khu làng Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh là nơi nghiên cứu, ứng dụng công nghệ cao. Khu công nghệ cao quận 9 định hướng trở thành trung tâm sản xuất tự động hóa. Khu đô thị thông minh Trường Thọ sẽ ứng dụng quản lý công nghệ cao. Khu Rạch Chiếc là trung tâm thể thao và sức khỏe. Khu đô thị sinh thái Tam Đa là nơi tạo điều kiện phát triển đô thị sáng tạo. Khi hình thành, thành phố Thủ Đức ước tính sẽ đóng góp 1/3 nguồn lực kinh tế cho thành phố Hồ Chí Minh, tức khoảng 7% GDP cả nước, tạo thế dẫn đầu cho thành phố Hồ Chí Minh trong vị trí đại đô thị, dẫn dắt bát giác kim cương trọng điểm phía Nam. Với mô hình quy hoạch mới, Thủ Đức đang nắm trong tay vận hội mới để trở mình ngoạn mục trong tương lai. Ghi nhận thực tế cho thấy, ở thời điểm hiện tại, khu vực này đã trở thành tâm điểm tăng trưởng địa ốc, với đà tăng trưởng phi mã gần vượt mặt quận 2, quận 9. Tuy nhiên, Thủ Đức vẫn còn thiếu một công trình dấu ấn, đại diện cho bước ngoặt quy hoạch mang tính lịch sử trong hơn một thế kỷ qua và hoàn thiện bức tranh phát triển tỷ đô ngay phía trước. Với định hướng trở thành nhà phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam, BCG Land kỳ vọng kiến tạo một công trình biểu tượng xứng tầm vị thế Thủ Đức, nhưng vẫn dung hòa và phát triển được giá trị cộng đồng và lợi ích dân sinh, thay đổi diện mạo đô thị khu đông. Đây cũng chính là lý do để King Crown Infinity ra đời, đánh dấu sự trở mình ngoạn mục của Thủ Đức với những trải nghiệm không giới hạn. Là tâm huyết của BCG Land, thành viên trực thuộc tập đoàn Bamboo Capital, một trong những tập đoàn đầu tư đa ngành hàng đầu Việt Nam với hơn 30 công ty thành viên và liên kết. King Crown Infinity tự hào đem đến tuyệt phẩm phức hợp, căn hộ và trung tâm thương mại đẳng cấp quốc tế đầu tiên tại thành phố Thủ Đức. Với sứ mệnh tạo điểm nhấn kiến trúc cũng như giá trị dân sinh vượt xa ranh giới thông thường, King Crown Infinity chính là lựa chọn tinh tế trên cả hoàn hảo để mang đến chất lượng sống chuẩn mực, hiện đại cho một cộng đồng hạt nhân ưu tú. King Crown Infinity, the futuristic signature, biểu tượng kiến tạo tương lai.